Hello, xin chào mọi người. Các bạn ơi, hôm nay anh em củ chuối của chúng mình rất vui mừng được Idol Kelly về Điện Biên lại rủ anh em mình đi lên đây ngắm cảnh suối rừng với lại ăn lợn vịt nướng các bạn ạ. Hello mọi người, mình là Kelly đây. Thì hôm nay mình mới về Điện Biên rồi ạ. Nên là lên là rừng, lên suối hay lên rừng anh ạ? Lên rừng, cả rừng lẫn suối, nậm khẩu hú. Nậm khẩu hú để mà nướng lợn với cả nướng gà các mọi người ạ. Nên mình có rủ các anh đến nướng cùng đó. Lâu lắm mới gặp các anh. Đấy các bạn ơi, thịt với đại cá của anh em mình sắp được sơi rồi này, chín vàng rồi các bạn ơi. Đây, đây còn con lợn, à quên, không phải con lợn áo trắng, đây là con lợn vàng này các bạn. Đây, anh em mình nướng lợn sắp chín rồi đây. Anh biết tôi là phải đâu đâu em này, cháy hết rồi các bạn. Xuyên đầu bếp cháy hết, ngon nữa. Anh em mình nướng lợn ở trong khe đá luôn các bạn ơi. Ở đây cảnh rất là đẹp, phong thủy luôn các bạn này, suối nước bên cạnh luôn. Thì anh em mình ăn xong là sẽ xuống suối tắm các bạn ạ. Đây rất nhiều trai xinh và gái đẹp các bạn ạ. Bạn năm nay anh em mình rất vui luôn này, được ăn lợn của Hello Bút Gia Minh này các bạn này. Lợn này nghe nói là lợn của Bút Gia Minh được nuôi bằng bột các bạn ạ. ăn cám thế chẳng nhẽ cho ăn cơm. Lợn là ăn cám. Ăn bột chứ. Ăn bột. Ăn không được, hơi mất lợn đang chặt. Ăn bột. Vàng đẹp nhỉ. Các bạn ơi, nướng lợn một mình nó buồn quá, chúng ta lại nhấp về cá với gà đấy các bạn ơi. À con này vịt chứ nhỉ? Vịt với gà. À ngan với gà. Ngan. Nó cũng phải nạc. Lần đầu tiên được gặp ly lợn ngoài đời luôn các bạn ơi. Ở ngoài đời công nhận là xấu hơn ở trong video nhiều các bạn ạ. Anh thì anh biết anh làm chỉnh mặt, mịn mặt xong các thứ nha. Các bạn nhìn thấy con các bạn ơi, khói bùm lên luôn này các bạn này. Mùi thơm lắm. Ăn thử luôn nha, thật nha các bạn ạ. Ăn thử nhá. Đúng ý là chúng ta đang ăn thử các bạn ơi. Mời các bạn nhá, mời cả mọi người đang xem mình ăn. Lâu lắm mới được gặp Thành Côn, giờ này không ra video vì lý do xong đấy vợ. Chào mọi người nhá. Rất giòn. Tôm. Qua ngày ra đây ngồi không tí là khô luôn đấy. Con làm đang ướt. Đây là quang cảnh chỗ anh em mình đi nướng lợn với lại nướng vịt các bạn ơi. Đây anh em đang sắp chỗ chuẩn bị ngồi đây để ăn các bạn ạ. Hôm nay anh em vui quá được Kelly gọi đi ăn cùng. Rất là sung sướng các bạn ạ. Tất cả hôm nay anh em mình phải có tầm đến gần 20 người các bạn ạ. Buổi năm ở đây cảnh cực kỳ phong thủy luôn. Thành Côn của chúng ta sắp được lấy vợ, suốt ngày hát bài quê hương các bạn ạ. Sắp có vợ khác rồi. Hết đường đi học xong rồi. Khế ngọt, khế chua hát hết các bạn ạ. Ôi ngon chưa các bạn này. Ôi, nhưng mà hơi cháy một chút. Ôi. Đấy, nhìn ngon không? Ui, đấy, xúc nhiều thế Thành. Treo này là treo gì của Thành nhỉ? Lần trước đi ăn ở suối Thành còn là quả treo huyền thoại là cái gì nhỉ? Chanh súp ớt huyền thoại anh ạ. À, chanh súp ớt huyền thoại ạ. À? Đấy, đọt thơm rồi các bạn này. À,
Ở đây cảnh đẹp mà ồn quá các bạn ạ, bởi vì nước suối ở đây chảy mạnh quá nên ra tiếng hơi ồn các bạn ơi. Các bạn xem video thông cảm nhé. Đây là bia với nước ngọt các bạn ạ, anh em mình ngâm với nước cho mát để tí mang lên uống. Đây. Vây vào đây luôn các bạn ạ, như nuôi cá luôn các bạn ơi. Lợn sắp chín rồi mọi người ạ. Hôm nay Lương thấy nhiều gái cứ ngượng ngượng đấy nhỉ. Đâu có anh, từ trường vẫn đọc máy ra phố đây. Ôi, ngon các bạn ơi. Thơm vàng luôn các bạn này. Wow. Rất vui luôn các bạn ạ, rất đông anh em. Mr. Hải. Ở đây phong cảnh ở đây gọi là đậm khẩu hú Điện Biên các bạn ơi. Đây là chỗ có suối nước, các tảng đá và cây to này. Thằng anh em mình cũng hay lên đây để ngồi nướng cá ăn ở đây các bạn ạ. Vui lắm. Còn đây là anh Củ. Còn chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Đây là anh Củ, còn bên kia là anh Chuối. Củ Chuối. Rồi, nào rồi không? Nào. Anh em ơi! Anh em ơi! Chết rồi! Anh em ơi! 1, 2, 3, 4! Mời mọi người nhá! Cái này uống như bia Hà Nội ấy. Em bút ra mình nghe lâu lắm rồi ấy, mà chưa cơ hội để gặp. Anh đầu tiên anh em Củ Chuối mình được gặp bút ra mình Quang các bạn ơi. Kéo sức lại nhé, cả nhà có bao nhiêu uống nhé. Thôi có gì qua nhà anh chơi. Anh em hôm nay bọn em chắc là bận thì không. Em thì bận thì bình thường em cũng bận thôi, chẳng qua là em không ở đây. Mà còn ở nhà thì em rảnh à, rảnh suốt. Thế bây giờ thì nó mới có tiếng như thế đấy nhỉ, vừa thằng Thuận nó bảo đấy kiểu cái gì đấy. À, nổi tiếng đấy chứ. À, không, cái đấy thì nó ấy quá, kiểu người ta hay gọi là kiểu có thể vì cuộc chơi mà từ bỏ người mình yêu, người đến mất tình yêu đi, mà kiểu thấy con người yêu đi vào phòng hát kiểu thấy đang ôm tay vịt. Thôi đấy chỉ là lời đồn anh ạ, mà lời đồn không bao giờ có thật. Không, thật em kiểu bị ham vui ấy, kiểu thích anh em đông người chơi với nhau vui. Em kiểu có một thời gian ấy, ngày nào cũng đi chơi, ngày nào nó cũng đi. Anh em thanh niên nó phải thế, nó phải sướng chứ, đúng không? Cạn cái đêm mọi người ạ, gần cạn mọi người ơi. Nhưng mà tên anh là gì nhỉ? Tên anh là Bằng, rất dễ nhớ luôn, không cộng trừ nhân chia gì. Bằng Bằng rất nhớ luôn đấy nhỉ. Em không biết tên anh, anh gọi anh Củ chứ anh Củ. Em thì biết qua YouTube, em có xem rồi. Đẹp trai. Vâng. Video của anh xem mẹ ra em xem mà. Anh thực ra cũng chơi luôn, nhưng mà được gặp như kiểu các em như này để giao lưu thì đối với bọn anh là cực quý luôn đấy. Rất là vui luôn. Chúc sức khỏe bọn em nhá. Chúc các em kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa. Như thế này là đối với bọn anh là ở cái mức quá khủng rồi, nhưng mà vẫn mong cho bọn em thành công. Anh thế nhá. Anh cảm ơn nhá. Chúc sức khỏe em nhá. Cảm ơn em nhá. Em muốn lo thứ ba rồi. Mời mọi người nhá. Thì xin mời từng người một. Uống nửa hay uống hết anh? À, một nửa đi nhỉ. Vâng. Anh ở đâu thì mời anh chứ. Đúng rồi. Anh ở phòng 2 thôi. Anh làm ngay đấu ăn không? Không mà. Anh như bắt em. Như thế thì không làm dâu người Thái đâu. Gần là cạn rồi. Em phải chiều anh chứ. Chắc là tên đấy các bạn trên kênh của anh Củ Chuối cũng là cái mình rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi. Có mình cho lần này có rảnh ấy. Anh đi. Quê Thành đó sao ra sông ra suối nước. Mai Thành đi đón bạn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Gặp nhau vui vẻ thôi. Cái việc gắn đối quan trọng anh nhỉ. Đúng rồi anh nhé. Đúng rồi. Ba năm trước em đi kiểu đi uống sinh nhật gái, em bị ba quả tiếp vào đầu với cả vào lưng, xong thằng này thì chạy xuống được. Bố mẹ ăn đòn à? Hai thằng đi xe điện cùng nhau.
3 năm trước mà đã bị ăn đòn giống anh ngày xưa rồi. Đập vào đầu kiểu thế này. Vẫn có sẹo này, vẫn có sẹo này. Thế là kiểu nó... Uống rượu với gái có chủ. Mấy đứa là kiểu nó đi về, kiểu nó đi về nó vẫn ra sông nó lặn một tí. Em giấu ông bà cứ em xuống sông em kiểu lặn là cho nó hết máu. Máu đi. Ui mẹ ghê vậy. Đang nửa đêm cơ. 12 giờ đi qua bãi tham ma cơ. Ok các bạn ơi, vậy là video ăn lượng lớn rồi. À, thì... sai. Ok các bạn ơi, vậy là video hôm nay anh em mình được vinh dự đi với các idol ăn lợn nướng ở bờ suối đã xin được kết thúc tại đây các bạn ạ. Các bạn idol Kelly đây các bạn ơi. Các bạn xem video của anh em mình hãy ủng hộ cho anh em củ chuối của chúng mình chút cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Cho mỗi người một cái củ chuối, cho mỗi người một nút like cho gia đình củ chuối để giúp gọi là anh em củ chuối gọi là đạt được ước mơ nguyện vọng của mình các bạn nhá. Anh em mình có bye bye các bạn. Một chút bia đâm ra là nói nó hơi dóc dóc các bạn. Sai lắm rồi. Chờ chút nhé. Em hỏi thật nhá. Bây giờ ước mong anh làm YouTube thì bây giờ anh đang gọi là gì nhỉ? Đây. Không. Bây giờ được 1 triệu view đúng không? Không. Bây giờ anh đang có gọi là ước nguyện gì không? À ước nguyện là được các bạn là không phải ước nguyện mà là thế này. Gọi là mong muốn gì không? À có mong muốn là các bạn xem video của anh em mình hãy cho anh em mình xin một like, đăng ký kênh, ấn chuông ủng hộ anh em mình. Ý là không các bạn đừng xem chùa đúng không? Ý là bạn không xem chùa. Anh nhắc bạn nha, đừng có xem trăm chùa. Năm rùa vẫn là rùa mà các ông cũng vậy, xem chùa ít thôi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn lại các bạn ạ. Anh chưa, anh bảo anh không lắc phải không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Đấy giờ vẫn lắc phải không?